Theo đó, chủ vật nuôi chịu mọi trách nhiệm khi để chó mèo thả rông cắn người hay phóng uế làm ô nhiễm môi trường công cộng, phải bồi thường tổn thất về sức khỏe, tinh thần, vật chất do chó mèo nuôi của mình gây ra cho người bị hại trực tiếp và cộng đồng theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, chủ vật nuôi phải thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dại và các biện pháp đảm bảo an toàn cho người theo hướng dẫn của cán bộ thú y, chính quyền địa phương, chấp hành đầy đủ các đợt tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó mèo theo kế hoạch hàng năm của huyện, tỉnh. Trường hợp chó mèo nuôi không được tiêm phòng sẽ bị xử lý tiêu hủy, đồng thời chủ nuôi chó mèo sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Trên thực tế, những quy định này đều đã được ban hành trong Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 9 tháng 1 năm 2007 của Chính phủ về việc phòng chống bệnh dại ở động vật. Nhưng suốt thời gian qua, nó không được các địa phương thực hiện nghiêm túc. Và tỉnh Nghệ An chỉ đến thời điểm này, khi bệnh dại có nguy cơ bùng phát diện rộng thì mới áp dụng các quy định trên. Theo báo cáo, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, kể từ năm 2007 đến nay, đã có 43 người tử vong do bệnh dại.